Trong nhà nước phong kiến xưa có 6 cơ quan chức năng cao cấp trong triều đình được gọi là lục bộ. Vậy lục bộ xưa tương đương với các bộ nào hiện nay? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngay sau đây. Lục bộ hay 6 bộ là thuật ngữ chỉ 6 cơ quan chức năng cao cấp nhất trong tổ chức triều đình quân chủ Á Đông. Ở Việt Nam hoàn chỉnh nhất là vào thời Lê Sơ, vua Lê Thánh Tông. Đứng đầu mỗi bộ là thượng thư, giúp việc cho thượng thư có tả thị lang và hữu thị lang trong thời Lý Trần Lê hoặc tham chi trong thời Nguyễn. Dưới cấp bộ là ty, đứng đầu mỗi ty là lang trung với viên ngoại lang và chủ sự giúp sức. Năm 1089, vua Lý Nhân Tông bắt đầu đặt các bộ nhưng chưa đầy đủ. Đời Trần có các bộ đặt dưới quyền điều khiển của tướng quốc. Đầu thời Lê Sơ có hai bộ là lại bộ và bộ lễ. Đến đời vua Lê Nghi Dân năm 1459, triều đình phong kiến nước ta được tổ chức dựa theo hệ thống của Trung Hoa mới chính thức đặt đủ lục bộ. Thời vua Lê Thánh Tông vẫn giữ nguyên và đặt dưới quyền điều khiển trực tiếp của hoàng đế, các triều đại sau tiếp tục duy trì. Quan văn và quan võ trong triều đại phong kiến được xếp theo 6 bộ là lại bộ, lễ bộ, hộ bộ, binh bộ, hình bộ và công bộ. Đến thời vua Duy Tân, lễ bộ được thay thế bởi học bộ. Bộ lại tương đương với bộ nội vụ ngày nay hoặc lại bộ là bộ giữ việc quan tước, phong tước, ân ban thuyên chuyển, lựa chọn, xét công, bãi truất và thăng thưởng. Bổ sung quan lại, cung cấp người cho các nha môn, đứng đầu bộ lại là thượng thư bộ lại, còn gọi là lại bộ thượng thư. Bộ lễ, giữ việc lễ nghi, tế tự, khánh tiết, yến tiệc, trường học, thi cử, áo mũ, ấn tín, phù hiệu, trương tấu, biểu văn, sứ thần cống nạp, các quan chầu mừng, tư thiên giám, thuốc thang, bói toán, tăng lục, đạo lục, giáo phường, đồng văn, nhã nhạc. Bộ này trông coi việc tổ chức, kiểm soát vấn đề thi cử, chọn người tài ra giúp triều đình. Bộ này tương đương với học bộ trong thời cận đại. Và các bộ như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông ngày nay. Đến thời vua Duy Tân, lễ bộ được thay thế bởi học bộ để cai quản việc học hành thi cử. Bộ hộ. Trong thời nhà Lê thì bộ hộ giữ việc ruộng đất, nhân khẩu, kho tàng, thu phát, bổng lộc, đồ cống nạp, thuế khóa, muối và sắt. Trong thời nhà Nguyễn thì bộ hộ giữ chính sách điền thổ, hộ khẩu, tiền thóc, điều hòa nguồn của cải của nhà nước. Ngày nay thì bộ hộ tương đương với các bộ như là Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bộ binh giữ việc binh nhung, quân cấm vệ, xe ngựa, đồ nghí trượng, khí giới, giữ việc biên giới, lính thú, nhà trạm, phố xá, nơi hiểm yếu, việc khẩn cấp, tuyển dụng chức võ tương đương với Bộ Quốc phòng ngày nay. Bộ hình thì giữ việc luật lệnh, hình phạt án tù, ngục tụng và xét xử người phạm tội ngũ hình. Ngày nay bộ hình tương đương với các cơ quan như Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và một phần của Bộ Công an. Bộ công thì trông coi việc xây dựng thành hào, cầu cống đường xá, việc thổ mộc, thợ thuyền, tu sửa xây dựng, thi hành lệnh cấm về núi rừng, vườn tược và sông ngòi. Có thể xem là tương đương với Bộ Giao thông và Vận tải và Bộ Xây dựng ngày nay. Trên đây là lục bộ của nhà nước phong kiến xưa. Hy vọng các bạn đã có thêm những kiến thức mới cho riêng mình.